Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của ngành Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Đó là đề thi ngữ pháp N1 tháng 7 năm 2024 vừa rồi. Chúng ta sẽ đi vào môn đài đầu tiên là môn đài 5, phần ngữ pháp trong câu nhé, câu số 26 này. Kue no hikidashi o seri shite itara, izen tsukatte ita dentaku ga dete kita. Mada tsukae nanani suru ga 使う機会がなさそうなので、処分しようと思う。Người ta nói là trong lúc mà đang sắp xếp dọn lại cái ngăn kéo bàn ấy thì phát hiện thấy cái đen tắc cự là cái máy tính đúng nhỉ? Phát hiện thấy cái máy tính, cái bàn tính trước đây tôi sử dụng này. Các bạn thấy là người ta đang để là đây, Sky có thể sử dụng được đúng không? Về trước là có thể sử dụng được. Thế nhưng mà bởi vì là có vẻ như là không còn cơ hội nào, cái dịp nào để dùng nữa, cho nên tôi quyết định là vứt nó đi, bỏ nó đi. Sura, sae, wa và mo thì chúng ta thấy đầu tiên có sura. Sura ấy thì nó có tính chất tương tự như sae, nó thường phía trước sẽ là danh từ nhá, ví dụ như là sumao sura tsukaenai, có nghĩa là ngay cả điện thoại thông minh cũng không dùng được. Đây là các bạn thấy là động từ là sky thì nó không phù hợp với nghĩa đúng không? Số 2 là sai, chúng ta thường có là kodomo sai dikai dekiru chẳng hạn, ngay cả trẻ con cũng dùng được, hoặc nếu mà đi với động từ thì nó sẽ mang nghĩa là chỉ cần. Đấy. Chẳng hạn như là okane sai areba đúng không? Chỉ cần có tiền. Hay là gomenasai to ý sai sư đề bà là chỉ cần nói xin lỗi vân vân, cũng không phù hợp với nghĩa này. Số 3 chúng ta có từ wa, thì từ wa ấy khi mà nó đi với lại động từ vemas, bỏ mas, và đằng sau là có gì đây, có sư rự ấy, thì nó sẽ mang sắc thái là tuy a nhưng b. A mas sự bỏ mas cộng wa sư rự ngã, có nghĩa là tuy a nhưng b. Vậy cái này nó sẽ mang nghĩa là tuy dùng được đó, tuy còn dùng được đó, nhưng mà cơ hội dùng thì không còn nữa, có vẻ không còn nữa. Nó thể hiện cái sự gì nhỉ, đối lập tương phản giữa hai vế với nhau. Vậy phù hợp nhất chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 3 nhé. Và này, và số 4 là mô, thì các bạn sẽ có dạng thức là vemasu bỏ mas cộng mô, nhưng mà đằng sau sẽ là shinai chứ không phải là suru, nên là chúng ta sẽ loại trừ phương án số 4. Vậy thì phù hợp nhất ở đây sẽ là số 3. Ở đây sẽ là một điểm ngữ pháp mà N0, thế gọi là N0 bởi vì là trong các giáo trình ngữ pháp phổ biến ấy là người ta không có trình bày. Tiếp theo chúng ta sang câu số 27 này. Kare wa wazuka 27 sai nanani shichou to natta. Các bạn thấy người ta đang để là anh ấy 27 tuổi về sau là đã trở thành thị trưởng. Các bạn thấy là nó tương đối là tương phản đúng không? 27 tuổi là tuổi còn khá là trẻ, người ta dùng là wazuka là mức độ ít ỏi này. Đằng sau lại là một cái chức vụ tương đối lớn, vậy thì nó sẽ dùng cái nào phù hợp trong các thằng này? Chúng ta có số 1 nhá, là nishite. Nishite là một điểm ngữ pháp N1, nó mang nghĩa là phải đến. Đấy, phải đến, ví dụ như là 40 sai nishite yoyaku chichi oyani natta, có nghĩa là phải đến 40 tuổi tôi mới được làm bố chẳng hạn. Ngoài cái sắc thái nghĩa là phải đến thì nó còn có nghĩa là chỉ mới. Nó đi với lại những cái từ thể hiện là cái mức độ còn thấp mà đã có được cái thành tựu cao chẳng hạn. Ví dụ như là trong câu này này sẽ là phương án số 1 sẽ là phù hợp nhá. Chỉ bằng chỉ mới 27 tuổi mà đã trở thành thị trưởng rồi. Số 2 là niatte, có nghĩa là ở trong. Chẳng hạn như là この時代にあって Jo を手に入れることは簡単です。Có nghĩa là ở trong cái thời đại này thì cái việc có được thông tin là đơn giản. Đấy. Đây cũng là ngữ pháp N1 này. Nisaiste là ngữ pháp N2. Có nghĩa là khi dịp. Chẳng hạn như là Sotsuyo nisaiste đúng không? Khi tốt nghiệp. Sensei gata ni kansha no kimochi wo tsutaetai to omoimasu. Câu số 4 là nisakidatte, có nghĩa là trước khi A thì làm B. Yoko nisakidatte hitsuyo na
Chorio. Trước khi đi du lịch thì tôi chuẩn bị những cái giấy tờ cần thiết như là visa, hộ chiếu, vân vân. Đúng nhất là một nhá. Chỉ mới 27 tuổi mà đã trở thành thị trưởng. Đây là một điểm ngữ pháp N1. Tiếp theo chúng ta sang câu số 28. Homepage ở trên trang chủ. Người ta viết như sau. Tô sen tờ no soda sodang maruguchi ni jizen ni go rendaku o negai itashimasu. Sodang maruguchi có nghĩa là quầy tư vấn. Quầy tư vấn của trung tâm chúng tôi. Về sau là xin liên lạc trước, xin vui lòng liên hệ trước. Vậy thì cái câu này sẽ nói là người gì nhở? Người khách hàng đúng không? Người khách hàng đến cái quầy. Các bạn thấy động từ người đang để là động từ ukagau, động từ okoshininaru đều là tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ của động từ kuru. Vậy thì vấn đề ở đây là chúng ta chọn tôn kính khiêm nhường. Đương nhiên chúng ta phải dùng tôn kính ngữ bởi vì là đang nói về hành động của khách hàng đúng không? Đấy, nên là chúng ta sẽ loại trừ được phương án số 1 và phương án số 2 dùng ukagau là sai nhá. Ukagau là khiêm nhường ngữ của kuru. Ở đây phải dùng tôn kính ngữ okoshininaru mới đúng. Vấn đề là chúng ta chọn teidai hay là saiwa. Thì ở đây các bạn thấy có ngữ pháp teidai diễn tả là kể từ khi A thì có một cái trạng thái nó tiếp diễn kéo dài đến tận hiện tại. Ví dụ như là daigaku o sotsugyo shite irai kare to wa atte imasen. Kể từ khi tốt nghiệp đại học thì tôi không có gặp anh ta, nhưng mà về sau đây nó không phải là cái diễn tả một trạng thái kéo dài như thế, nên là chúng ta sẽ không không chọn số 3 được đúng không? Đúng nhất đây phải là số 4. Sai wa khi dịp lúc đúng nhỉ, dùng để diễn tả cái hướng dẫn đấy. Khi hoặc là trước khi cũng được. Trước khi đến quầy tư vấn của trung tâm chúng tôi ấy, thì xin vui lòng liên lạc trước, phù hợp về mặt ý nghĩa nhé. Ngữ pháp Saiwa chúng ta học ở N2. Và Okoshinaru là tôn kính ngữ của cư nữ, các bạn cũng biết từ cấp dưới rồi, từ N3, N2 đã có rồi. Tiếp theo chúng ta sang câu số 29. 6 sai no musuko wa shōrai watashi to onaji shōboshi ni naritai to iteiru. Jissai ni gì đó. Sonna koto wo itte kureta koto ga ureshii. Con trai 6 tuổi của tôi ấy, nó luôn nói là tương lai nó muốn trở thành lính cứu hỏa giống tôi. À, thực tế này, tôi vui bởi vì là con tôi nói cái điều như thế với tôi. Các bạn xem các phương án. Các phương án thì nó là dùng các ngữ pháp ghép đúng không? Cuối câu số 1 là dùng nikagirazu, số 2 là tomokaku, số 3 là toshitemo, số 4 là bakarika. Đồng thời, kadoka và zaruoenai cũng khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ lập luận để lựa chọn phương án phù hợp nhé. Chúng ta có đầu tiên số 1 là nikagirazu, có nghĩa là không chỉ A mà còn B. Ví dụ như là kono panya wa shumatsu nikagirazu heijitsu mo kondeiru. Có nghĩa là cái cửa hàng bánh mì này thì không chỉ là cuối tuần mà ngày thường cũng đông. Rõ ràng đây không hề mang tính chất là không chỉ mà còn, nên là các bạn sẽ loại trừ được phương án 1 này. Chúng ta thấy có hai nhá, là gì nhỉ? Wa tomokaku có nghĩa là khoan bàn tới A. Đấy, để sau hãng nói cái A mà cần nhấn mạnh một cái điều phía sau trước. Vậy thì câu này có nghĩa là khoan bàn tới việc là nó có trở thành được lính cứu hỏa trong thực tế hay không. Chính xác đúng không? Chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 2 luôn nha. Đấy. Con tôi nói vậy còn nó có làm được như vậy không ấy, sau này nó có trở thành được như vậy không ấy thì khoan bàn tới, chưa tính tới. Cái trọng tâm tôi muốn nói là gì nhỉ? Tôi vui vì con tôi nói cái điều như thế. Đúng là 2. Số 3 sẽ không chính xác bởi vì toshitemo là cho dù. Ví dụ, takside ita toshitemo maniawanai, cho dù có đi bằng taxi thì cũng không kịp. Đấy. Zaruoenai là ghép thêm vào mang nghĩa là đành phải buộc phải, ví dụ như là taishoku se zaruoenai là buộc phải nghỉ, không phải. Số 4 là ghép giữa zaruoenai và bakarika. Bakarika là không những không chỉ mà còn. A đã quá đủ rồi vậy mà B còn chồng chất thêm. Kono hoteru no heya wa semai bakarika ekomo này, cái phòng của khách sạn này thì không chỉ hẹp mà còn không có điều hòa nữa. Không đúng đúng không? Nên là chúng ta sẽ phải chọn phương án số 2 là phù hợp nhé. Ngữ pháp tomokaku chúng ta học ở N2. Như vậy các bạn thấy là
mấy câu nhỉ? 4 câu đầu tiên là đã có một nửa là N2 rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sang câu số 30. 30, 31 luôn này. Edaji wa shukanshi no hodo nitsuite jijitsu de wa aru nai ni mo kakawarazu atakamo jijitsu de aru hodo sareru koto wa ikan de aru to nobeta. Đây có một từ hơi khó đọc, đấy là từ y căng, có nghĩa là đáng tiếc các bạn nhé. Từ này là đáng tiếc này. Đã từng được hỏi một lần ở trong phần kanji đấy. Daijin là gì? Daijin là bộ trưởng đúng không? Bộ trưởng A ấy, về cái vấn đề đưa tin của tuần san, của tạp chí ra hàng tuần ấy, thì ông ấy đã bày tỏ như thế này. Ông ấy cảm thấy rất là đáng tiếc với cái việc đây là ngữ pháp N2 này. Nimo kakarazu có nghĩa là mặc dù không phải là sự thật nhưng lại được đưa tin đúng không? À, cứ như thể là sự thật đúng nhá. Các bạn thấy có atakamo, atakamo là hin tội nhá. Như vậy đi với atakamo bình thường chúng ta dùng là yo đúng không? Yoni, nhưng đây không có cái nào là yoni cả. Manemonaku này, gayueni Karaniwa và Kanogotoku thì chúng ta có ngữ pháp là giống như Kanoyoni, chính là số 4 Kanogotoku đúng không? Nó giống như Kanoyoni. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 4 là như đúng nhỉ? Cứ như thể. Đây là ngữ pháp N1 chính cống nha. N1. Mademonai có nghĩa là không cần phải bằng kotoanai. Ví dụ như là yêu mademonai có nghĩa là không cần phải nói. Gayueni là vì, đúng nhỉ? Ví dụ như là watashi no ie wa mazushikatta yue shigaku wo akiramezaru wo enakatta. Có nghĩa là ngày xưa ấy thì gia đình tôi vì nghèo cho nên là tôi buộc phải nghỉ học. Tôi buộc không phải từ bỏ việc học lên. Karaniwa có nghĩa là một khi thì, ngữ pháp N2. Ví dụ như là yakusoku shita karaniwa shindemo mamoru, có nghĩa là một khi mà đã hứa thì có chết tôi cũng giữ lời. Không chính xác. Đúng là bốn nha. Người ta cảm thấy đáng tiếc bởi vì là những cái không phải sự thật nhưng được đưa tin đúng như là cứ như thể là sự thật. Chúng ta đang vừa trải qua những cái sự việc như vậy trong mấy ngày gần đây đúng không các bạn? Câu số 31 này. Kyo wa sanzan ichinichi datta. 自転車はパンクするし、財布はなくすし、しまいには大雨に降られてずぶ濡れになる。Nào, hôm nay là một ngày thật là san gian, thật là tồi tệ hì đôi, khủng khiếp, tồi tệ này. Xe đạp thì bị xịt lốp, rồi thì bị mất ví, đúng không? Bị gì đây nhỉ? Bị dính mưa này, bị dính mưa to, bị dính mưa rào, bị ướt sũng. Này, các bạn thấy là người ta liệt kê một chuỗi. Các bạn xem cái nào là phù hợp nha. Số 1 này, shimatsu datta là cuối cùng kết cục. Chính xác đúng không? Kết cục là bị như thế. Những cái gì nhỉ? Những cái tình trạng không tốt xảy ra ở cuối cùng. Số 2, saichū datta. Chúng ta có sai chiu đờ, sai chiu nhi có nghĩa là trong lúc, đang trong lúc. Ví dụ như là Jiko no genyu wa kesatsu ga chousa shiteru sai chiu đờ, có nghĩa là nguyên nhân của tai nạn ấy thì đang trong lúc cảnh sát điều tra, không phù hợp với nghĩa. Số 3 là omoi datta. Chúng ta thường không dùng cái dạng thức là omoi datta mà các bạn hay dùng là omoi o shita nhá, có nghĩa là cảm thấy. Ví dụ như là hazukashi này, kanashi này, fukai na omoi o shita có nghĩa là cảm thấy xấu hổ, cảm thấy buồn, cảm thấy khó chịu, vân vân. Không đúng. Bốn là kagiri datta. Ngữ pháp kagiri thì rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà đứng cuối cùng ấy, mà dùng dạng thức là da ấy, kagiri da có nghĩa là cực kỳ. Chẳng như là shinyu ni uragirare kanashi kagiri da, có nghĩa là bị bạn thân phản bội nên là cực kỳ, vô cùng là buồn. Đúng nhỉ? Không phải, đúng đây phải là số 1. Thì ngữ pháp shimatsu da cũng là ngữ pháp N1.
Enuichi. Như vậy là bắt đầu xuất hiện nhiều ngữ pháp N1 rồi. Chúng ta sang tiếp câu số 32. Mori senshu no yosen haitai wa kega ga geiin da to iwarete iru ga honni wa kega wa kankei nai. Ta ni jitsuryoku ga tarinakatta to komento shite iru. Các bạn thấy từ cụm từ yosen haitai ở đây nó có nghĩa là thất bại ở vòng loại nhé. Cái việc thất bại ở vòng loại của tuyển thủ vận động viên Mori ấy thì mọi người cứ nói là nguyên nhân là bởi vì anh ấy bị thương đấy. Nhưng mà Honin tức là chính cái vận động viên cầu thủ Mori này bình luận nói là không có liên quan gì tới cái vết thương hết, tức là không phải là do vấn đề bị thương đúng nhỉ, mà đơn thuần các bạn thấy có tani này. Thực ra cái câu này các bạn có thể đoán được có tani nó sẽ đi với đà kê đúng không, mà đơn thuần chỉ là do thiếu thực lực thôi, không đủ thực lực thôi. Vậy có hai cái đà kê, chúng ta có một và bộ ba xuất hiện đà kê này, các bạn thấy ngay hai bốn có thể loại luôn nhá. Đây ví dụ chúng ta sẽ loại hai đi, không có đà kê này. Một đà kê aru thì cái đầu tiên mang nghĩa đơn giản là chỉ có, ví dụ như là instant ramen dake aru, tôi chỉ có mì tôm, tôi chỉ có mì gói thôi, tôi chỉ có mì ăn liền thôi. Cái nghĩa dake aru thứ hai có nghĩa là quả đúng là, mà chúng ta hay thường dùng dưới hình thức dake ette ở dạng nối câu ấy, còn đứng cuối câu sẽ là dùng dake aru hoặc là dake no koto aru. Ví dụ như là kono kusuri o nondara sugu ni kaze ga naotta, takai dake aru ne, có nghĩa là uống thuốc này vào thì khỏi ốm ngay. Quả đúng là đắt có khác đúng nhỉ? Khi mà các bạn dùng cái dạng thức dake ette nó sẽ ở lửng câu nhé, takai dake ette vân vân, không phù hợp với nghĩa. Vậy thì đúng là ba dake no koto da, có nghĩa là chỉ là vì đúng không, chính xác là san bằng. Đấy, có thể lấy một cái ví dụ khác với lại cái ngữ pháp này, ví dụ như là seiko shita no wa doryoku shita dake no koto da, thành công chỉ là vì đã nỗ lực mà thôi đúng nhỉ. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3. Mono ga aru có nghĩa là có cảm giác. Kare no hanashi ni wa shinjirare nai mono ga aru, có nghĩa là trong câu chuyện của anh ta tôi có cảm giác là không thể tin nổi. Yona mono da thì chúng ta, nó cũng chẳng phải là ngữ pháp đâu mà nó là cái cụ. A yona mono b, à xin lỗi, a yona mono là cái thứ như là, chẳng như là kanojo no kodo wa kodomo no yona mono da, có nghĩa là hành động của cô ấy thì cứ như thể là trẻ con, là cái thứ như thể trẻ con. Không đúng nhá, đúng đây phải là số 3. Tiếp theo chúng ta sang câu số 33 nhá. Aircon ga koshou shite shimai kono 1 shoukan atsukute taihen datta ga kyou yoyaku shuri shite moraeta kore de mo atsusa ni. Rồi, cái máy lạnh nó bị hỏng và một tuần nay thì nóng nên là cực kỳ là khổ sở khó chịu. Thế nhưng mà hôm nay ấy thì cuối cùng tôi cũng được người ta sửa cho. Vì vậy cho nên là cái nóng này, các bạn thấy này, vì thế này cho nên là mo atsusa ni. Các bạn cùng xem các cái câu này ấy, nó sẽ ghép ngữ pháp kanenai và koto anai với lại động từ. Chúng ta có này, động từ gốc nó sẽ là động từ nayamu. Nayamu có nghĩa là trăn trở. Thì các bạn thấy ở phương án số 1 và phương án số 2 ấy, người ta dùng thể gì đây? Người ta dùng thể sai khiến bị động đúng không? Nayamu là trăn trở, phiền não, thì dạng sai khiến bị động là nayamasareru. Này, nayamasareru mà nghĩa là bị làm cho khổ sở đúng không? Đấy. Và số 4 này chúng ta có naya maseru là thể sai khiến, có nghĩa là làm cho khổ sở. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái nào phù hợp nhá. À và nữa chúng ta có từ, có ngữ pháp kanenai. Kanenai mặc dù đuôi là phủ định nhưng mà lại là khẳng định. Nó có nghĩa là có thể có nguy cơ. Ví dụ như là nemui toki ni unten suru to,
Jiko Okoshi Kane này, có nghĩa là nếu mà lái xe lúc buồn ngủ ấy thì sẽ có nguy cơ có thể gây ra tai nạn. Vậy thì nếu mà chúng ta chọn một ấy, nó có nghĩa là bị cái gì nhỉ? Bị cái nóng làm cho khổ sở phiền não đúng không? Dạng khẳng định mà. Trong khi là câu trước đang nói là đã gì đây? Hôm nay đã sửa được rồi. Đấy, nên là sẽ là sai nhá. Chúng ta sẽ loại trừ phương án số 1 và phương án số 3. Nếu là dùng cà nê rự thì đúng, nghĩa là không bị khó điều có cái điều đó xảy ra, nhưng mà lại dùng là cà nê nai là không chính xác. Vậy chỉ còn 2 với 4 thôi. Cô tổ anai là không cần thiết hay là không còn phải làm như thế nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái nào là đúng. Số 2 này là gì nhỉ? Tôi không còn bị cái nóng làm cho khổ sở nữa. Chính xác đúng không? 2 là phù hợp. Còn số 4 là sao? Số 4 là dùng thể sai khiến. Tôi không còn làm cho khổ sở nữa. Sai rồi, đúng không nhỉ? Đây phải dùng thể bị động sai khiến chứ không thể dùng thể sai khiến được. Các bạn sẽ loại 4. Ở đây các bạn lưu ý này, ngoài cách hiểu là dạng bị động sai khiến của Nayamu ấy, thì chúng ta có thể coi như là thể gì đấy, thể bị động của tha động từ Nayamasu. Này, cũng được, tùy các bạn có thể hiểu theo nhiều cách đúng không nhỉ? Thì câu số 32 nha, ngữ pháp Dake no Kotoda là ngữ pháp N2. Còn số 30, 33 nào, Koto Anai là không cần phải làm V là N3 học rồi đúng không? Dạng bị động sai khiến học ở N3 rồi, nên là cái đây là ngữ pháp N3. N3. Tiếp theo câu số 34 này. Ở Tenki Yoho de, ở trên dự báo thời tiết, Ashita wa teikiatsu no hatatsu ni tomonai Nishi Nihon wo chushin ni fuu ga, ngày mai cùng với sự phát triển của khối khí áp thấp thì mưa và gió này đấy mạnh lên đúng không? Động từ đây các bạn thấy là động từ là mạnh lên hoặc là làm mạnh lên, tập trung vào khu vực phía tây Nhật Bản. Mọi người thấy có trợ từ là trợ từ ga. Đấy, vậy thì chắc chắn chúng ta phải dùng tự động từ. Vậy là loại được ngay một và ba đúng không? Dùng tsuyomeru có nghĩa là làm mạnh lên là tha động từ, không phải nhá. Tha động từ nó dùng trong trường hợp là chúng ta làm mạnh, xúc tiến, tăng cường cái gì đó. Ví dụ như là cục sai căng kế hộ tsuyomeru nghĩa là xúc tiến, làm mạnh, làm tăng cường mối quan hệ quốc tế. Còn đây là dùng trợ từ gác phải dùng tự động từ. Vậy vấn đề là dùng tsutsuarimasu hay là mikomi desu. À, thì chúng ta có này, tsutsuaru nó nghĩa là đang dần dần. Nó diễn tả cái trạng thái hiện tại nó đang như thế. Kezai ga kaifuku shi tsutsuaru to kita, tôi nghe được là kinh tế đang dần dần phục hồi. Trong khi đây là ashita là ngày mai, vậy thì dùng tsutsuaru là không thỏa đáng đúng không? Loại 2, vậy thì chỉ còn đúng nhất là 4. Câu này có thể coi là một câu từ vựng thì đúng hơn là ngữ pháp, bởi vì là từ mikomi desu. Từ Mikomi chúng ta được học ở phần từ vựng Mimikara N1, mà nghĩa là có khả năng đúng không? Dự kiến sẽ như thế. Đấy, dự kiến là có khả năng là sẽ mạnh lên, đúng nhất là yon bằng nha. Câu số 34 thì là N1 đúng không? Mặc dù được coi là từ vựng thì đúng hơn. Câu số 35 này. Ikuji no hon de, ở trong sách về nuôi dạy trẻ này, người ta có viết như sau: Sansai zengo no kurumo wa naze doshite to nan demo gì đó, shui no otona ni shui no otona wa mendokusagarazu ni soita shitsumon ni mukiatte agemasho. Các bạn thấy này, người ta để động từ là động từ shiru ở thể tai, shiritai thì có thể chúng ta dịch trước là bọn trẻ con ở khoảng 3 tuổi ấy, thì cái gì nó cũng muốn biết. Nó hỏi là tại sao như thế nào đúng không? Người lớn thì đừng có cảm thấy phiền phức.
Đấy, mà hãy gì đấy, hãy mới kia, hãy đối diện, đối mặt với những cái câu hỏi như thế. Vậy vấn đề ở đây chúng ta dùng cái số mấy, 1 hay là 2 hay là 3 hay là 4. Thì các bạn thấy này, người ta đang để là Kodomo, là bọn trẻ con đúng không? Vậy thì câu này đưa ra một chân lý, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ phải dùng monoda chứ không phải dùng kotoda. Chúng ta sẽ loại trừ được 2 và 4 nhé. Ngữ pháp kotoda mang rất nhiều nghĩa, khuyên nhủ hoặc là mang nghĩa là thật là vân vân. Thế nhưng mà nó sẽ không dùng để thể hiện bản chất, đúng không? Ở đây chúng ta phải dùng cái ngữ pháp thể hiện bản chất cơ. Chẳng như là hito hitori de ikiranai monoda. Con người ấy thì đúng là không thể sống một mình được, thì đây là trẻ con đúng là như thế tính chất. Vậy thì còn một với ba cái nào phù hợp? Shiritagaru và shiritaso. À, các bạn có garu khi gì nhỉ? Dùng khi mà thể hiện cái mong muốn của người thứ ba. Đấy. Và y bỏ gì đấy? Tính từ đuôi y hoặc là gì nhỉ? Hoặc là vê tai bỏ y cộng với sô đề sự ấy. Chúng ta cũng có thể dùng để thể hiện cái gì nhỉ? Cái sự phán đoán đúng không? Có vẻ như. Vậy thì cảm giác như là một và ba đều được, nhưng mà cái sai là gì? Cái sai ở đây đó là khi thể hiện gì nhỉ? Khi thể hiện cái tính chất của một gì nhỉ? Của một đối tượng đấy, mang tính chất định lý ấy, thì chúng ta buộc phải dùng shiritagaru mono desu. Đúng ở đây phải là số 1 nhá. Đấy. Có nghĩa là nếu như chúng ta muốn nói về một cái người cụ thể thì chúng ta có thể dùng shiritaso, ví dụ như là kare wa hontou no koto shiritaso desu, là anh ta có vẻ như là muốn biết sự thật thì chấp nhận được, nhưng mà đây không phải là một người cụ thể đúng không? Đây là đưa ra một cái định lý, đưa ra một cái chân lý cho toàn bộ, thì chúng ta sẽ không thể dùng shiritaso như thế được, nên là loại trừ 3 mà phải dùng shiritagaru ghép với mono đề sự nhá. Đấy. Thì đây là ngữ pháp N7 các bạn, mono đề sự được học ở chương trình N2, tagaru ở chương trình N3. Đây chúng ta sẽ là ngữ pháp N2. Như vậy là chúng ta đã chữa xong 10 câu ở môn đài này. Thì các bạn thấy là cũng không quá khó đúng không? Tất nhiên là phải rất là chắc ngữ pháp thì mới có thể làm được chính xác hết những câu này. Nhưng mà quan điểm của Sensei là cái đề này, phần ngữ pháp là tương đối đơn giản so với lại nhiều năm. Mặc dù là nó không có quá nhiều các cái ngữ pháp của N3 hay là N4. Đấy. Ghép lại với nhau, có những năm mà nó ghép những cái N3, N4 mà rất là dài và các bạn sẽ bị bỡ ngỡ, bị khó. Nhưng mà đây là, chủ yếu là N2 và N1. Cũng ít có N0, có những năm nó có N0, có những câu mà thực sự là chưa gặp bao giờ. Bắt buộc là ở trong, không gặp ở trong giáo trình nhá, mà các bạn phải biết thông qua đời sống thực tế hoặc là phim ảnh vân vân. Những cái đó mới khó. Nhưng mà ở đây thì gần như là không có những cái quá lạ. Rồi chúng ta sang môn đai tiếp theo, đó môn đai dấu sao này, môn đai 6. Xếp câu Buno Kumitate. Chúng ta cùng xem câu số 36. Musuko ga kayotteru piano kyoshitsu no hatpyou kai de kinchou shite hikenaku natte shimatta go ga ita. Otona datte muri wa nai daro. Rồi xem người ta viết gì nha. Trong buổi biểu diễn của lớp học piano mà con trai tôi nó đang đi ấy, nó đang tham gia ấy, thì có những cái đứa trẻ mà bởi vì căng thẳng cho nên là không có chơi được. Đấy, không có biểu diễn được. Xong các bạn thấy này, người ta để là otona datte, datte trên là đế mộ. Ngay cả người lớn muri wa nai daru, có lẽ là cũng không có gì quá đáng, không có gì là quá mức, không có gì là quá sức, không có gì là bất ngờ. Các bạn thấy có một này, sonaru no mo, cái việc trở nên như thế này. Kincho suru no dakara là vì căng thẳng này. Oze no mae de nanika o suru no wa là làm cái gì đó trước đông người. Và kodomo ga là trẻ con. Thì cái này chắc chắn là chúng ta sẽ nên dùng cái dạng thức dịch nghĩa đúng không? Nếu mà chúng ta phân tích thì có rất là nhiều trường hợp có thể đi với nhau. Các bạn thấy nhá, có otonadate là ngay cả người lớn. Vậy thì ngay cả người lớn là làm gì đó, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có ngay cả người lớn biểu diễn trước nhiều người, đúng chưa nhỉ? Chúng ta sẽ gì nhỉ? Cho ba. Cái này nó đáp án nó hơi dài cho nên là đây xin sẽ chỉ để là ba đây nhá. Đây ba.
là ngay sau Otonadate này, có nghĩa là cái việc mà gì nhỉ, cái ngay cả người lớn thì cái việc biểu diễn, cái việc làm một cái điều gì đó trước số đông, trước đông người ấy, cũng vậy thì có cái tính chất cái việc này cũng làm sao cũng căng thẳng đúng không? Chúng ta sẽ được hai cho tiếp vào đây đấy. Cho nên là đây, lập luận là người lớn cũng thế, cho nên là Kodomo ga sonaru no mo, đúng không nhỉ? À, cho nên là cái việc mà trẻ con nó như vậy thì chúng ta sẽ cho 4 và một, thứ tự đúng là 3, 2, 4, 1. Các bạn khoanh phương án số 2. Lưu ý là cái vị trí dấu sao ở 2 nhé, nên là phải khoanh 2. Thường là sẽ là ở 3 nhưng mà sẽ có một câu, một hai câu ở vị trí số 2. Các bạn hãy để ý thật kỹ, không là xếp đúng mà vẫn mất điểm bởi vì nhìn nhầm đấy. 3, 2, 4, 1. Ờ, trong buổi biểu diễn của lớp học piano mà con trai tôi tham gia ấy, thì có một đứa trẻ, có một số đứa trẻ nó không có chơi được, không có biểu diễn được bởi vì căng thẳng. Ngay cả người lớn, cái việc làm gì đó trước đông người cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi mà trẻ con trở nên như thế, đúng không? Các bạn thấy nó rất là lắt léo, lằng nhằng, đúng nhỉ? N1 mà. Nó không xuất hiện từ quá khó thì chắc chắn là câu nó phải dài để làm khó các bạn. Chứ nếu mà dễ thì là ở các cấp dưới rồi. Tiếp theo chúng ta sang câu số 37 nha. Terebi bangumi no narration de. Narration có nghĩa là lời dẫn. Lời dẫn ở trên chương trình truyền hình này. Katoeba, dobutsu no chi o su imeji ga arimasu ga, jitsu wa chi o su no wa mesu dake da so desu. Shikamo, semonka ni kuwashiku kiite mi mashou. Ở trên một cái chương trình truyền hình, cái lời dẫn chương trình truyền hình người ta nói như sau. Tôi bảo là nhắc đến, cứ nhắc đến muỗi ấy đấy, thì chúng ta lại có cái hình dung, chúng ta lại hiện lại lại mường tượng ra, lại hiện lên cái hình ảnh là nó hút máu động vật. Nhưng thực ra ấy, nghe nói là gì nhỉ, nghe nói là cái con mà hút máu ấy thì chỉ là con mê sự. Con mê sự là con cái nhé các bạn nhé, còn con đực là ô sự, chữ Hán là chữ hùng, còn đây là chữ thư là con cái này. Nghe nói chỉ là con cái thôi. Ngoài ra thêm nữa chúng ta sẽ phải điền có mê sự ni kagite no to ka kodo na no da sera o hikaeta. Semonka ni kuwashiku kiite mimashou là chúng ta thử hỏi chi tiết các gì nhỉ, các chuyên gia. Rồi các bạn xem này, ở vế trước người ta đang có gì đây, đang có dùng ngữ pháp so desu, da so desu mang nghĩa là nghe nói, đúng chưa? Mà các bạn thấy có đây có tô cờ này. Đấy. Vậy thì tô cờ đây mang nghĩa là nghe nói, nghe đồn, một cái nguồn tin người ta không chắc chắn 100%. Vậy thì tô cờ này sẽ ở cuối câu. Đấy. Vậy chúng ta sẽ cho hai đường cuối. Tô cờ ngoài cái cách dùng như vậy nó còn mang nghĩa là như là liệt kê giống na đồ, nhưng mà trong trường hợp này thì không phải, đúng nhỉ? Không có danh từ đứng đơn lẻ một mình, cho nên là không thể có tô cờ như vậy được. Mà đằng trước là số đề sự thì tô cờ phải mang tính chất như thế. Tiếp theo các bạn có này. Đứng trước tô cờ sẽ là thể thường. Thì ở đây có cô đồ nano đà là thể thường, hoặc là số 4 seo hikaeta là thể thường. Đấy, là một trong hai cái này. Bây giờ chúng ta lại xem những cái phương án chúng ta dịch nghĩa như nào. Nào số mấy nhỉ? Số 1 nikagite là chỉ giới hạn ở, chỉ có ở, đúng không? Chỉ có ở con cái này. Này, cô đồ là cái hành động. Đấy. Ở đây là gì đây? Ở đây là seran có nghĩa là sinh sản nhé, đẻ trứng nhé. Thì cai rự đây kiểu như là sắp sửa ấy. Chữ Hán là chữ khống nhưng mà nó mang nghĩa là sắp sửa. Nó không phải là hạn chế đâu, khống chế đâu. Rồi, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có cái cụ seran hikaeta sẽ bổ nghĩa cho cái từ mê sự, đúng không? Có nghĩa là những con cái mà sắp sinh sản, đúng nhỉ? Những con mũi cái sắp sinh sản. Vậy thì chúng ta sẽ cho đây, các bạn sẽ có được là số 4 này là seran o à không phải là seran, nãy giờ toàn đọc là c thôi, nó lại sản phải là san chứ, san ra, bảo sao gõ nó không ra.
Xin lỗi các bạn nha. Sandao hikaeta. Này. Và chúng ta sẽ có một nha. Là mesu ni kagite no. Các bạn thấy này, có ni kagite no, vậy đằng sau cần một danh từ, vậy là phù hợp nhất là cho ba ở đây, đúng chưa? Kodo nanoda. Đó, như vậy là chúng ta đã xếp đủ được rồi đó. Số 2 đứng cuối cùng rồi thì sẽ là 4, 1, 3, 2. Các bạn khoanh 3. Kodo nanoda. Và dịch câu thôi. Rồi. Dịch câu này có nghĩa là gì đây? Hơn nữa, nghe nói, nghe đồn. Đó là hành động mà chỉ có ở con muỗi cái. Nó đang sắp sinh sản, nó đang chuẩn bị, nó đang chờ đẻ trứng. Đúng nhỉ? Chúng ta chọn 3 nhé. Tiếp theo này. Câu 38. Sakunendo ma dewa shanai kenshu bo no anketo o kijutsuki de okonatte ita ga matomeru no ni jikan ga kakaru. Konnendo wa選択式で行うことにした。上に評判も良くなかったことを踏まえ、受講者からの。Rồi, câu này nghĩa là gì đây? Cho đến năm ngoái thì chúng tôi vẫn tiến hành cái bản khảo sát sau khi đào tạo nội bộ ở trong công ty dưới dạng thức câu hỏi tự do. Nhưng mà sao? Các bạn thấy này, ở đây có là tốn thời gian để tổng hợp, đúng không? Năm nay thì chúng tôi đã quyết định là dùng hình thức là Sentakushiki, có nghĩa là lựa chọn, chẳng như là 1, 2, 3, 4 đây này. Đấy, chính là dạng thức lựa chọn nhá. Còn Kijutsu là dạng viết ngắn ngắn đấy. Thì bây giờ chúng ta thấy có những cái gì? Các bạn thấy ở đây có là Jukosha Karano, no, đúng không? Đang có no, vậy thì đằng sau đây phải là một cái danh từ. Đấy, từ gì nhỉ? Từ người tham gia, đúng không? Vậy thì đây phải là đánh giá từ người tham gia. Các bạn sẽ cho số 2 ở sau số 4, đúng chưa nhỉ? 4 là you. Cái nào mà ngắn ngắn thì CC sẽ đánh ra, còn cái nào dài quá thì sẽ đánh số thôi các bạn nhá. Vì đánh ra cho các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Đây. Số 2 là hiệu bằng mô yoku nakata, có nghĩa là gì nhỉ? Đánh giá từ những người tham gia không tốt. Các bạn thấy có tiếp này, đây là ngữ pháp fumei, có nghĩa là dựa trên ngữ pháp N1 đấy, dựa trên cái việc, vậy thì phải là dựa trên cái việc gì đó, đúng chưa? À, vậy thì là dựa trên cái việc gì đó thì đằng trước cô tổ phải là dạng thể thường, đúng chưa nhỉ? Đấy, dạng thể thường. Vậy thì dạng thể thường của chúng ta ấy, chúng ta đấy có kakaru cũng là thể thường này, nakata này cũng là thể thường. Vậy thì có thể là ba có thể đặt ở ngay sau đây. Vấn đề lại có ueni. Ueni mà nghĩa là không chỉ A mà còn B. A ueni B. Vậy thì chúng ta sẽ buộc phải để đâu? Chúng ta sẽ buộc phải để ueni ở ngay sau cái gì nhỉ? Ngay sau cái kakaru. Đúng chưa nhỉ? Thì các bạn sẽ có là một nha. Ueni ở đây. Đấy. Vậy thì ueni mà ở một rồi thì chắc chắn là số 3 sẽ ở đâu? Số 3 sẽ ở sau 2 đúng không? 3 là cô tố thứ mai. Đấy, thứ tự đúng của chúng ta là 1, 4, 2, 3. Các bạn khoanh phương án 2. Câu này nghĩa là gì các bạn? Cho đến năm ngoái, chúng tôi vẫn thực hiện khảo sát sau khóa đào tạo nội bộ theo dạng câu hỏi tự chọn, câu hỏi tự do, câu hỏi trả lời ngắn. Nhưng cái việc tổng hợp mất nhiều thời gian. Ngoài ra, cái phản hồi từ người tham gia cũng không tốt. Và dựa trên đó, chúng tôi quyết định chuyển sang hình thức khảo sát lựa chọn vào năm nay. Anh hai nhé. Tiếp theo này, câu số 39.
Makura o kaetara, imamade yori yoku nemureru yō ni natta. Jibun ni atta odoroita. Sau khi đổi cái gối chúng ta gối đầu ấy, sau khi đổi gối thì tôi đã trở nên ngủ ngon hơn từ trước đến nay. Hợp với bản thân này, ngạc nhiên. Suimin no shitsu ga agaru nante thể hiện cái sự ngạc nhiên này này. Cái chất lượng giấc ngủ tăng lên. Makura ni kaeru dake de, chỉ cần thay đổi gối, chỉ cần đổi sang nhé, chỉ cần đổi sang cái gối. Số 3 là bởi vì tôi chưa từng nghĩ. Và số 4 là konna ni mo, như thế này. Các bạn thấy, thứ nhất có jibuni atta, đằng sau đây sẽ cần một ngữ pháp đi với thể veta hoặc là một danh từ. Thì đây phải là gì đây? Phù hợp nhất là số 2, đổi sang cái gối hợp với bản thân, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ có hai ở ngay sau jibuni atta. Đây, hai ở đây. Makura ni kaeru dake de, có nghĩa là chỉ cần đổi sang cái gối hợp với mình, hợp với bản thân mình. Đấy. Các bạn thấy có tiếp này. Có konna ni mo, à chắc chắn là konna ni mo phải đi với lại suimin no shitsu ga agaru nante, đúng chưa? Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là chất lượng giấc ngủ lại nâng cao như thế này. Đấy, vậy chúng ta lại có 4 nha. Konna ni mo. Tiếp theo là 3. Xin lỗi, là 1 chứ. Suimin no shitsu ga agaru nante. Vậy thì 3 sẽ ở cuối đúng không? Omotte inakatta kara. Vì chưa bao giờ nghĩ thế nên là tôi cảm thấy thật là ngạc nhiên. Kara. Rồi, chúng ta sẽ lựa chọn phương án mấy đây? Phương án số 1. Dịch lại câu này nhá. Khi sau khi đổi gối ấy, thì tôi đã ngủ ngon hơn so với trước đây. Tôi không ngờ, đúng nhỉ? Bởi vì tôi không ngờ rằng, tôi đã chưa từng nghĩ rằng chỉ cần đổi sang cái gối hợp với mình mà chất lượng giấc ngủ lại nâng cao đến như thế này. Cho nên là tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Câu số 40, các bạn thấy là dài. Người ta phải chuyển thành tự các phương án thành từng dòng này. Nhân công trí não hajime to suru kiyo wa oi. Các bạn thấy về trước nó có là tiêu biểu như trí tuệ nhân tạo. Về sau đây là kiyo wa oi, có nghĩa là nhiều xí nghiệp. Merit wa rikai shitsutsu dōnyū ni itatte inai. Sentan gijutsu wo tori ireru atsukaeru jinzai no kakuho ya kosto men de no muzukashisa. Chúng ta cùng lập luận nhá. Ở đây là dài thì thôi, chắc là sẽ đánh số thôi. Mọi người thấy này, có Jinko chi no hajime to suru. A o hajime to suru. B thì cái B là cái danh từ chung, còn cái A là cái liệt kê mang tính chất tiêu biểu cụ thể đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là Jinko chi no là trí tuệ nhân tạo, là một cái cụ thể. Vậy thì vế vế sau của nó phải là cái gì liên quan? Chắc chắn phải là số 3 rồi đúng không nhỉ? Đấy, các kỹ thuật mang tính chất tiên tiến, tiêu biểu như trí tuệ nhân tạo. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 là ở ngay sau. Được chưa? 3 ở ngay sau nhá. Đấy, và đằng sau nó đang dùng thể thường là tori ireru này. Có nghĩa là áp dụng cái kỹ thuật tiên tiến, kỹ thuật hiện đại chẳng hạn như là trí tuệ nhân tạo. Các bạn thấy tiếp này, đằng sau đang có kiyo oi là có nhiều công ty, nhiều xí nghiệp. Vậy thì nhiều xí nghiệp như thế nào, nhiều xí nghiệp làm sao đúng không? Vậy thì nó phải đi với thể gì? Nó phải đi với thể thường. Mà thể thường ở đây là có mấy đây? Có 3 và 2, nhưng mà 3 cố định ở đây rồi. Vậy thì bắt buộc là 2 sẽ phải đứng trước, đúng nhỉ? Đây, vậy thì 2 đứng ở chỗ này. Vậy thì do như nhị itatei này có nghĩa là chưa đạt đến cái mức độ áp dụng. Đấy, chưa chưa áp dụng được. Nhiều cái xí nghiệp chưa áp dụng được. Rồi, chúng ta còn số 1 và số 4 nữa. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Đấy. Chúng ta thấy có số 1 nó là mặc dù hiểu gì đây? Mặc dù hiểu cái lợi ích
À, nãy chúng ta đang nói là số 3 đang để là tori ideru. Vậy để về sau nó sẽ cần một cái danh từ hoặc là một cái ngữ pháp, đúng không? Đi với thể thường. Nhưng đây không có ngữ pháp thể thường thì chúng ta sẽ cần một danh từ, vậy thì phù hợp sẽ là số 1. Đó là tori ideru merito. Đó là cái gì nhỉ? Cái lợi ích của việc áp dụng. Vậy thì chúng ta sẽ có một ở đằng sau 3, vậy thì số 4 đúng không nhỉ? Ở vị trí dấu sao và trước 2. Thứ tự đúng là 3 1 4 2. Câu này nghĩa là gì đây nhỉ? À, mặc dù hiểu được lợi ích của việc áp dụng công nghệ tiên tiến chẳng hạn như là trí tuệ nhân tạo, nhưng mà nhiều công ty vẫn chưa triển khai được, vẫn chưa áp dụng được bởi vì khó khăn trong cái việc đảm bảo nhân lực cũng như là cái vấn đề chi phí. Đấy, đúng của chúng ta sẽ là 4 nhá. Thì cái bài dấu sao này cũng tương đối đơn giản hơn so với nhiều năm, bởi vì là nhiều năm có những cái mà nó sẽ chưa có không phải là chưa có, xin lỗi, nó có những cái điểm ngữ pháp khá là lạ mà các bạn sẽ chưa gặp bao giờ, các bạn sẽ khó làm. Nhưng mà bù lại thì mấy cái bài dấu sao của năm nay rất dài đấy, nó sẽ khiến các bạn bị phân tâm rất nhiều, nên là chúng ta cố gắng là luyện tập thêm nhá, đặc biệt là những cái phần kiến thức ở cấp dưới, chẳng hạn như là bổ nghĩa cho danh từ này hay là các ngữ pháp đi với nhau như thế nào, vân vân. Chúng ta sang môn đai số 7, môn đai cuối cùng của phần ngữ pháp. Đây là một bài đọc rất hay, rất ý nghĩa, có thể nói ý nghĩa gần như là ý nghĩa nhất trong các năm đã từng ra ở phần N1. Chúng ta cùng xem. Ikawa Ishiga no to kokoro no kenko ni tsuite kaita bunshou de aru. Dưới đây là một cái văn bản, đoạn văn viết mà một bác sĩ viết về sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe não bộ. Đoạn văn có tên là Hito ni wa ai ni iko, đó là cùng nhau hãy cùng đi gặp mọi người, đúng nhỉ? Hãy đi gặp mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách làm nhé. Với bài này chúng ta sẽ không cần phải đọc toàn bộ cả bài. Tí nữa CC sẽ đọc và dịch cho các bạn để các bạn hiểu được bài này muốn nói gì thôi. Chứ còn khi làm chúng ta sẽ không cần phải đọc hết. Đấy. Bài này là bài ngữ pháp không phải bài đọc hiểu. Chúng ta sẽ không có đủ thời lượng để đọc và hiểu hết toàn bộ đâu. À, nhưng mà bài này ngoại lệ nha mọi người. Tại sao ngoại lệ thì tím các bạn sẽ biết. Câu số 41 này. Atte, aite mo kawari, jibun mo kawaru kanose ga aru toyukoto desu. Các bạn thấy là về trước đang là gặp, về sau là động từ là đều là nói chuyện đúng không? Gặp gỡ và trò chuyện. Này, toyukoto desu là nghe nói hoặc là có nghĩa là gặp gỡ và trò chuyện này thì có khả năng là bản thân mình thay đổi và đối phương cũng thay đổi. Vậy thì đằng sau là kết quả của đằng trước, đúng chưa? Chúng ta sẽ xem cái nào phù hợp nhá. Hanashita toshitemo, cho dù, chắc chắn là không phải là quan hệ gì nhờ, tuy nhiên rồi, cho dù là không phải, vậy chúng ta loại một. Số 2, hanaso mono nara, ngữ pháp mono nara đi với lại ý thấy chí ở trước ấy, có nghĩa là nếu A thì B. Nếu A thì B là điều tiêu cực không tốt xảy ra. Đây không mang tính chất như vậy, loại. Số 3, hanasu koto de, bằng việc A thì có kết quả B, chính xác. Chọn được 3 luôn. Và số 4, hanasanai kagiri, kagiri có nghĩa là chừng nào còn không nói chuyện thì đằng sau phải là thể phủ định chứ, đúng không? Thì chúng ta không thể biết được cái đây lại có kết quả nên là 4 sai. Vậy đúng phải là 3, đúng không? Đấy, có nghĩa là bằng việc chúng ta gặp gỡ và nói chuyện thì chúng ta thay đổi, đối phương cũng thay đổi. Chọn được 3 nhá. Tiếp theo câu số 42 này. Yari, jisai ni gì đó, hontou no kyoukan wa umareru to omoimasu. Quả thực là này. Đấy, tôi nghĩ quả thực là thực tế, các bạn thấy động từ gặp. Gặp thực tế ấy, thì cái cảm xúc, cái sự đồng cảm thực sự nó sẽ sinh ra. Các bạn có một a yorimo là hơn là không so sánh loại atekoso. Atekoso là gì? Atekoso là phần N2 rồi, mang nghĩa là chính nhờ, đúng không? Nó gần giống tehajimete. Chính nhờ cái đó, chỉ khi làm điều đó thì mới có cái đằng sau. Chính nhờ việc chúng ta gặp thực tế mà có được cái điều này, chính xác. Chọn 2. Đi bằng là chính xác. Số 3, amadeni. Amadeni là gì nhỉ? Là cho đến khi, không phải. Atta dake de mo là dù chỉ đã gặp, không phải. Loại nha. Chọn được luôn 2. Tiếp theo câu số 43 này.
Các bạn thấy người ta đang đẻ động từ là omoi dasu là nhớ ra nhớ lại. Hatsukoi no hito to deito o shita toki no koto. Cái sự việc khi mà chúng ta hẹn hò với người yêu đầu tiên. Các bạn thấy đằng sau này, mune ga doki doki shite taihen kincho shita desho là chống ngực đập thình thịch và có lẽ là cảm thấy rất căng thẳng. Vậy thì câu phía trước nó phải là gì? Các bạn hãy nhớ lại đúng không? Thì có lẽ là bạn sẽ như thế này. Vậy thì các bạn thấy có một này. Te tamaranai có nghĩa là cực kỳ cực kỳ muốn nhớ lại không phải nhá. Số 2 là nô đế bạn này để số cả chẳng phải là sẽ nhớ lại hay sao? Không phải là mang tính chất phán đoán, mang tính chất đưa ra suy nghĩ của bản thân nên là cái này không phù hợp. Số 3 là chỉ còn cách nhớ lại, không phải. Đúng như đây phải là số 4, bạn hãy nhớ lại. Người ta đưa ra một cái ví dụ. Đúng nhỉ? Bạn hãy nhớ lại cái lúc này và người ta có cái phán đoán là bạn lúc đấy bạn chống ngực đập thình thịch và bạn cảm thấy rất là căng thẳng. Đúng là 4. Tiếp theo này chúng ta sang câu 44, câu cuối cùng. Sore dake katsuika sareru というわけです、という点です、とします、và としています。Thì chúng ta loại được luôn 3 và 4, toshimasu và toshiteimasu. Bởi vì hai cái ngữ pháp này nó mang tính chất là ai đó quyết định điều gì. Đây không phải là tính chất chủ động. Đây là một điều mang tính chất kết luận. Với câu trước nó đang nói là Tōzen no mo yorokobi ni apureru de shou shi hantai ni ken o no jō ga nagareru koto mo aru de shou. Có nghĩa là đương nhiên não bộ của chúng ta sẽ ngập tràn niềm vui và cũng ngược lại cũng có lúc là có thể là nó ngập tràn trong cái cảm giác khó chịu, ghét bỏ. Đấy. Đó là lý do mà não bộ được kích thích nhiều như vậy. Vậy thì để thể hiện cái sự liên kết đó phải chúng ta phải dùng to yu wake desu đúng không nhỉ? Đấy, ngữ pháp này được học ở N2 rồi nhá, mà nghĩa là đó là lý do, đó là nguyên nhân. Không phải là cái điểm gọi là nên là loại 2. Thì đấy là cái phần chữa nhanh cái bài này. Thì đây là sẽ đánh giá một cách khách quan các bạn nhé. Cái bài này ấy, là cái bài mà môn đề 7 này là môn đề dễ nhất trong số các năm đã từng ra trong thi N1. Đấy. Nội dung bài đọc dễ hiểu, rõ ràng tường minh và cái lựa chọn cũng dễ. Cái bài này nói thật với các bạn là chắc là nó cũng chỉ tương đương tầm N2 của các năm khác thôi. Thậm chí là cái tháng 7 năm 2024 vừa rồi đề N2 cái phần môn đề này cũng tương đối khó đấy. Đấy. Không tin thì các bạn cứ thử làm các đề khác, các bạn sẽ biết là cái môn đề 7 này ở các đề khác nó sẽ như thế nào. Nó khó loại trừ rất nhiều, thậm chí là cái việc dịch bài cũng khó hơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau dịch bài nhá. Và dịch bài này mặc dù rất là ý nghĩa nhưng mà nói thật là nó cũng hơi dễ so với trình độ N1. Đấy. Chúng ta cùng xem là người ta nói gì này. Hito ni ai ni iko to yu to atarimae da to omou desho. Khi nói là hãy đi gặp mọi người, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Wazawaza hito ni wa ai ni iko to shita no wa denwa ya tegami moshiku wa meru de sumaseru no dewa naku au koto ni imi ga aru kara desu. Cái lý do mà chúng ta bỏ công sức đi gặp người khác chứ không phải là dùng điện thoại, thư tay hay là email là bởi vì nó có ý nghĩa trong việc chúng ta gặp gỡ họ. Au no wa communication として極めて重要です。Cái việc gặp gỡ ấy nó cực kỳ quan trọng như là một cái phương thức giao tiếp. Thứ mà đi communication wa jibun no motteiru jō o tsutaeru dake de naku aite to no kyōkan ga arimasu ga jibun jishin no kisei aite no kisei ni mo tsunagaru baai mo arimasu. Có nghĩa là giao tiếp không chỉ là truyền đạt những cái thông tin mà bản thân mình có mà còn là sự đồng cảm với đối phương, và có những trường hợp sẽ dẫn tới việc chúng ta, chữ Hán đây là chữ quy chế, có nghĩa là điều chỉnh đấy, điều chỉnh bản thân mình cũng như là điều chỉnh giới hạn đối phương bằng việc chúng ta gặp mặt và nói chuyện, thì có khả năng chúng ta thay đổi, có khả năng đối phương thay đổi và chúng ta cũng thay đổi. Communication ではお互いに分かり合う、つまり共感が大変重要です。Ở trong giao tiếp ấy thì cái việc hiểu nhau hay nói cách khác là cái sự đồng cảm ấy là rất quan trọng.
相手の身になって何かを感じる。それは相手の感情かもしれないし、痛みかもしれません。こうした共感こそ人間のコミュニケーションです。đặt mình vào vị trí của đối phương và cảm nhận được một điều gì đó. Đó có thể là cảm xúc của đối phương, cũng có thể là nỗi đau của họ. Chính cái cảm xúc, chính cái sự đồng cảm đó là cái sự giao tiếp giữa con người với nhau. Awanakutemo denwa ya tegami meru demo koshita kyoukan wa umaremasu ga aete no mi ni naru koto ga dekiru ka to iu to muzukashii deshou. Yahari jissai ni あってこそ、本当の共感は生まれると思います。Dù không cần phải gặp mặt, chỉ cần qua điện thoại, thư hay là email thì vẫn có thể sẽ sinh ra sự đồng cảm như vậy. Thế nhưng mà cái việc chúng ta thực sự cảm nhận được cảm xúc của đối phương ấy là điều có lẽ là điều khó. Và gì nhỉ? Tôi nghĩ rằng ấy cái việc mà chúng ta gặp gỡ trong thực tế ấy, chính nhờ cái sự gặp gỡ trong thực tế ấy, nó mới sinh ra được cái sự đồng cảm thực sự. Nó ni tô tê mô à, shigeki no doai ga tsugaimasu. Đối với não bộ ấy, thì mức độ kích thích là khác nhau. Bạn hãy nhớ lại khi mà bạn hẹn hò với người yêu đầu tiên. Có lẽ là chống ngực bạn đập thình thịch và bạn cảm thấy rất là căng thẳng. 初恋の人でなくても好きな人に会えば脳は活性化し、ときめき状態を維持しますし、反対に嫌な人に会うと、それなりの、負けの感情が生まれてきます。Cho dù không phải là người yêu đầu tiên, nhưng khi gặp một người mình thích ấy, thì não sẽ được kích thích và duy trì ở trạng thái rất là tokimeki, kiểu như là một trạng thái rất là rộn ràng, xao xuyến. Và ngược lại, khi mà gặp những người chúng ta ghét ấy, thì nó sẽ sinh ra cái cảm giác tiêu cực tương ứng. Cảm xúc の流れが生まれ、共感も発生します。当然、脳も喜びにあふれるでしょうし、反対に嫌悪の情が流れることもあるでしょう。それだけ活性化されるというわけです。Dòng cảm xúc được tạo ra và sự đồng cảm cũng phát sinh. Tất nhiên, não bộ sẽ tràn ngập niềm vui và ngược lại, đôi khi nó cũng sinh ra những cảm giác khó chịu, chán ghét, ghê tởm. Đó là lý do mà não bộ được kích thích nhiều như thế. Yahari, hito ni wa ai ni ikimashou, tokimeki o motomete. Vì vậy, hãy cùng đi gặp mọi người nào. Hãy cùng tìm kiếm cảm giác xao xuyến rộn ràng nào. Đây là một lời khuyên rất là hay, đúng không? Không nên tự bó buộc, giam hãm bản thân mình trong phòng, đúng nhỉ? Không nên hikikomori mà nên đi gặp mọi người nhá. Thì đó là cái nội dung của cái bài này. Các bạn thử làm các đề các năm khác xem có đúng là cái bài này là tương đối dễ so với nhiều năm không nhá. Cái đề thi tháng 7 năm 2024 vừa rồi ấy, thì đề nghe thì vẫn tương đương mọi năm. Đề từ vựng, ngữ pháp, CC đánh giá là dễ hơn, nhưng mà đọc hiểu thì khó hơn nhiều năm. Mọi người cố gắng là ôn tập tốt, làm bài làm đề thi tham khảo cũng như là xem các video ở trên trang YouTube Ánh Sensei để rõ hơn về các cái phần thi, học thêm về các kỹ năng làm bài. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Ánh Sensei. Bạn nào nếu mà muốn tham gia các khóa học trực tuyến được tương tác trực tiếp với Sensei thì có thể nhắn tin hoặc là comment ở bên dưới, Sensei sẽ liên hệ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.